Phạm Kim Lung. Giáo sư Phạm Kim Lung là giáo sư giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại Học viện Ngoại ngữ của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ở Monterey, miền Bắc California. Tại đây thì giáo sư Phạm Kim Lung cũng là người hướng dẫn chương trình hai ngôn ngữ Armenian và Armenian và Georgian. Giáo sư Phạm Kim Lung cũng hướng dẫn viết hai giáo trình hai ngôn ngữ nói trên và huấn luyện tại chỗ cho các giáo sư hai thứ tiếng này. Hiện tại thì giáo sư đang giảng dạy tại trường UT Riverside. Về phần giáo sư Nguyễn Kim Khánh thì giáo sư Nguyễn Kim Khánh tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Giáo sư có Master in Education vào năm 2000 tại trường La Trobe ở Melbourne. Giáo sư đã từng dạy tiếng Anh từ năm 1978 cho đến năm 2008 tại Việt Nam. Thì sang Mỹ, giáo sư Doãn Kim Khánh dạy tiếng Việt tại trường OPT, tức là trường Orange Coast College, cho đến mùa xuân năm 2011. Hiện tại thì giáo sư đang làm việc cho Ủy ban Cứu người Vượt Biển. Trong thời gian sau này thì giáo sư có hợp tác với Viện Đại học và giáo sư phụ trách cái chương trình Vui Học Lịch Sử. Cái chương trình này rất là hay, thành ra chúng ta mong đợi là chúng ta sẽ được nghe cả hai vị giáo sư thuyết trình về đề tài của hai vị. Bây giờ tôi hãy xin kính mời chị Phạm Kim Lung. Xin chào tất cả quý vị. Dạ, hôm nay tôi được cái hân hạnh là trình bày tiếp cái phần thứ hai. Chúng tôi xin lỗi, hôm nay tôi được cái hân hạnh là trình bày tiếp cái phần thứ hai của chương trình hội nghị về tiếng Việt là dạy và học văn hóa trong các lớp ngoại ngữ. Thật sự ra thì khi mà nói đến việc mà học một cái ngoại ngữ đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy văn hóa nó nằm ở trong toàn bộ quyển sách, nó là cái văn hóa của cái tiếng đó rồi. Ví dụ như trong các cái scenario, tức là hoặc là cái conversation, tức là dialogue đó, chúng ta đã nhìn thấy nó rồi. Ví dụ như khi mà chúng ta bắt đầu học cái bài vỡ lòng đó là chào, thì cái chữ chào đó nó đã là một cái văn hóa thấm đậm cái văn hóa Việt Nam. Người Đại Hàn thì họ sẽ nói là an nhung ha xéo, và người Mễ thì sẽ nói là con môi sát, và người Tàu thì sẽ hỏi họ là ní hào hoặc là ní hào ma, tùy theo đó là tiếng Cantonese hay là tiếng Mandarin. Thì như vậy trong cái tiếng đầu tiên đó nó đã mang cái văn hóa trong đó. Còn người Ý họ sẽ nói là chào, nó rất gần với cái tiếng Việt Nam của chúng ta là chào. Thì như vậy mỗi ngôn ngữ nó có một cái sắc thái riêng như thế. Và trong các cái phần ngữ pháp hoặc là cấu trúc của câu, hoặc là cái nội dung các cái bài đọc, hoặc là các cái phim ảnh, nó đều mang cái tính chất văn hóa hết. Chẳng hạn như học trò của tôi thì học trò của chúng ta ở đây thì đều là các con em chủ của chúng ta đã sinh ra ở bên này hoặc lớn lên ở bên này, cho nên khi mà nói tới tiếng Việt đó, thì các em sẽ nghĩ từ tiếng Anh ra tiếng Việt, thì em chuyển từ cái văn hóa Mỹ qua cái văn hóa Việt Nam. Chẳng hạn như các em thường nói là wear a hat, nhưng mà khi chuyển sang tiếng Việt thì các em nói là đeo mũ. Rồi wear shoes thì các em sẽ nói là đội giày. Thì đó là những cái mà chúng ta phải cho các em biết rằng là tiếng Việt mình á, cái động từ wear mà khi mình chuyển sang cái tiếng Việt đó, nó có rất nhiều cái nghĩa khác nhau, và trong đó cũng là một cái văn hóa để cho các em thấy được cái người Việt không dùng một cách đơn giản như là người Mỹ. Hoặc là những cái đại từ nhân xưng chẳng hạn, bên tiếng Mỹ nó chỉ có hai chữ I và you thôi, nhưng mà cái chữ I và chữ you đó khi mà dùng qua bên tiếng Việt đó, thì nó tùy theo cái tình huống của cái người nghe và cái người nói, và cái vị trí xã hội của cái người nghe và người nói, cũng như là cái thứ tự trong gia đình, mà nó sẽ thay đổi từ tôi cho đến em, cho đến anh, cho đến cháu, cho đến ông bà, chú bác, thầy cô, vân vân và vân vân. Thì tất cả trong cái cách học của chúng ta như thế, nó đã chứa cái
văn hóa ở trong đó rồi. Ngoài ra những cái sách mà viết sau này đó, là người ta còn có thêm một cái phần gọi là culture notes, tức là những cái phần ghi chú thêm về cái văn, những cái điều mà các em đã học ở trong các cái này mà có liên quan đến văn hóa. Thế thì khi mà chúng ta mở một quyển sách ngoại ngữ ra, không riêng gì tiếng Việt mà bất cứ một cái ngôn ngữ nào cũng vậy, đều có mang cái màu sắc văn hóa ở trong cái sách giáo khoa đó rồi. Thế nhưng đối với các nhà ngôn ngữ học, và đặc biệt là đối với các cái nhà giáo dục về ngôn ngữ, thì họ không có hài lòng với những cái điều đó. Trong những năm gần đây đó, thì những cái cuộc khảo sát mà bắt đầu từ năm 1984 của giáo sư Crawford Lang and Lang, thì họ nói rằng những cái thông tin mà chúng ta, những cái văn hóa mà chúng ta cung cấp cho các em ở trong các cái bài giảng thoại hay là cấu trúc hay là văn hóa đó, hay là ngữ pháp đó, nó chỉ là những cái thông tin mà thôi, nó chưa có đầy đủ. Và họ còn nói rằng là các cái thầy giáo mà dạy các ngoại ngữ đó, hoàn toàn không có chuẩn bị gì để mà dạy văn hóa cho học sinh của mình ở trong lớp học cả. Đó là một cái nghiên cứu của các tác giả Alan Crawford, Moore and Willett Random trong những năm mà gần đây nhất là năm 2006. Vì thế cho nên đến năm 2008 đó, lại có một cái nghiên cứu khác nữa. Họ nghiên cứu về cái thiết kế chương trình giảng dạy ngôn ngữ của các cái giáo sư giảng dạy ngôn ngữ trong lớp của mình, thì họ khảo cứu hơn khoảng 20 cái chương trình mà chúng tôi thường gọi trong cái thuật ngữ của chúng tôi là syllabus. Thì họ nói rằng 16 cái, có 16 cái là tức là 80% không có chú ý đầy đủ đến cái việc giảng dạy văn hóa cho các học sinh của mình ở trong lớp. Chỉ có 20% là có nói đến, hoặc là có cho những cái công việc, có cho các em những cái việc làm, những cái bài tập về văn hóa. Nhưng mà rất tiếc là 20% này không hề nói trong cái syllabus của mình. Hoặc là không có nói một cách rõ ràng, như là không có nói rõ ràng đó là một trong những cái goals, hoặc là những cái mục đích, những cái mục tiêu mình sẽ đạt được đến trong cái bản thiết kế chương trình mà mình sẽ dạy cho cái lớp đó. Vì thế các nhà ngôn ngữ học, các nhà giáo dục ngôn ngữ đó mới nói rằng là cái quan hệ đó giữa văn hóa và một cái ngôn ngữ mà mình đang dạy trong lớp đó, nó giống như là mới hai người mới yêu nhau và mới đi tới đám hỏi thôi. Mà nếu mà mới đi tới đám hỏi thôi đó, thì có nghĩa là đi đến hôn nhân nó cũng còn xa lắm, có thể tan vỡ và gãy đổ bất cứ lúc nào. Cho nên cái quan hệ của văn hóa và ngôn ngữ nó rất là mong manh. Đối với các nhà chúng tôi gọi là language educator, tức là các nhà giáo dục về ngôn ngữ mà họ nghiên cứu sâu đó, họ từ năm 84 là bắt đầu của Crawford, Lang and Lang, họ đã phát hiện, họ đã tìm ra cái điều này, và cho đến năm 2006 và 2008 thì người ta tiếp tục nghiên cứu, người ta thấy như vậy. Và từ đây nó đưa đến một cái bước ngoặt thay đổi về cái cách giảng dạy văn hóa, giảng dạy ngôn ngữ rất là nhiều. Nhưng mà trong những năm 80, thập niên 90 và ngay cả những đầu thập niên 2000 vẫn chưa thay đổi. Theo tôi thì nó chỉ thật sự thay đổi từ năm 2005 trở đi thôi. Và như vậy thì nó thay đổi như vậy, và các cái nhà giáo dục ngôn ngữ đã yêu cầu chúng ta, chúng tôi là những người đứng trong lớp dạy các cái ngoại ngữ đó, tiếng Việt của chúng ta khi mà dạy ở nước Mỹ nó được xem như là một ngoại ngữ, và ngoại ngữ đã được xếp vào là less commonly taught language, một trong những ngoại ngữ mà không dạy thông thường ở nước Mỹ. Và các nhà ngoại ngữ đó, các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ đó, họ muốn chúng ta phải xử sự với văn hóa trong cái lớp dạy ngoại ngữ của chúng tôi như thế nào, thì họ muốn rằng là nó phải giữ một cái vai trò hết sức là quan trọng trong lớp. Và họ muốn rằng là nó không chỉ là những cái thông tin thuần túy, mà nó phải biến thành được một kỹ năng, skill. Trong ngôn ngữ, bất cứ một cái ngôn ngữ, một cái ngoại ngữ nào mà khi mà chúng ta học đó, nó đều có bốn kỹ năng.
kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Thì cái đó là rất là thông thường rồi. Nhưng bây giờ đó, các nhà giáo dục về ngôn ngữ, họ muốn chúng ta biến những cái thông tin về văn hóa trở thành ra một kỹ năng. Và cái kỹ năng đó chúng ta gọi là cultural proficiency, là một cái sự thành thạo dùng hiểu ứng dụng văn hóa, hoặc là achievement có nghĩa là chỉ mới đạt được thôi chứ chưa có thông thạo mà hiểu được, dùng được. Và họ cũng muốn rằng là nếu mà chúng ta dùng được, chuyển được văn hóa thành ra một cái kỹ năng giống như bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, thì cái mối tương quan giữa văn hóa và ngôn ngữ giảng dạy đó, nó mới thật sự là một hôn nhân. Là một hôn nhân có nghĩa là nó lâu bền hơn, dài hơn và đưa đến những cái kết quả tốt đẹp hơn. Kết quả tốt đẹp của hôn nhân là những đứa con sẽ trưởng thành, sẽ nên người đóng góp cho xã hội. Thì kết quả của cái cuộc hôn nhân giữa giảng dạy văn hóa và ngôn ngữ chung với nhau thì nó sẽ giúp cho cái người học đó vừa hiểu được cái văn hóa của cái nước đó, hiểu được cái người dân ở nước đó, hiểu được lịch sử, văn chương, hiểu được cách sống, hiểu được những thay đổi xã hội của cái ngôn ngữ đó, thì cái người đó sẽ có nhiều cái cơ hội để mà hội nhập vào cái ngôn ngữ đó và sử dụng cái ngôn ngữ đó một cách thành công hơn là chỉ không có văn hóa giảng dạy hoặc là giảng dạy không đúng. Đó là cái điều mà người ta yêu cầu như thế. Trước hết tôi xin lỗi là quên, vì chúng tôi đã dùng cái này để nói ở một vài cái hội nghị khác, cho nên tôi không có đủ thời gian để mà chuyển sang tiếng Việt. Thành ra xin lỗi tất cả quý vị là đã để nguyên bản tiếng Anh như thế này và giờ là nói tiếng Việt nhưng mà không có chuyển cái phần này sang tiếng Việt. Thành ra xin lỗi toàn thể quý vị đang nghe. Anh nghĩ phải nói từ lúc nãy nhưng mà thanh say nói quá thành ra quên. Và vậy đó, nếu như mà chúng ta làm được cái cuộc hôn nhân giữa văn hóa và ngôn ngữ giảng, ngoại ngữ giảng dạy đó, thì chúng ta phải dạy cho các em những cái văn hóa nào? Thì cũng theo các cái nhà nghiên cứu văn hóa và cũng theo cái kinh nghiệm bản thân của tôi đã dạy đến nay là đã ở Việt Nam đó, thì tôi đã dạy hơn 20 năm rồi và sang đến bên đây thì đã có hơn 10 năm rồi, thì tổng cộng cái kinh nghiệm giảng dạy đó là cũng gần 40 năm. Cho nên chúng ta sẽ dạy cái văn hóa như thế nào khi chúng ta ở trong một cái lớp ngoại ngữ, chẳng hạn như tiếng Việt chẳng hạn, chúng ta sẽ dạy như thế nào. Thì cái này nó sẽ chia ra rất nhiều cái mức độ khác nhau. Nếu các em nó ở chỉ ở mức độ căn bản thôi, tức là elementary level thôi, thì chúng ta chỉ cần cho các em biết về quần áo, thức ăn, nhà ở. Còn khi các em lên cao hơn một chút thì các em sẽ học về các cái cấu trúc gia đình hoặc là môi trường, hoặc là cao hơn một chút nữa là sẽ học về những sự thay đổi trong xã hội, hoặc là văn chương, hoặc là thi ca. Vâng, thì nó theo cái mức độ như vậy. Và nếu chúng ta đem văn hóa vào trong một cái lớp giảng dạy ngoại ngữ, thì sinh viên, học trò, các em, con em của chúng ta, nó sẽ có những cái lợi ích gì? Thì trước hết á, cũng theo các cái nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục ngôn ngữ như là ông Krasner, thì ông nói rằng khi mà giảng dạy văn hóa chung với cái ngoại ngữ mà các em đang học thì nó mới hoàn chỉnh cái linguistic competence, tức là cái hoàn chỉnh cái phần ngôn ngữ của các em. Còn nếu các em mà không được học văn hóa đi cùng với ngoại ngữ mà em đang học thì có một cái sự thiếu sót rất là lớn. Và đó cũng là một cái sự cân bằng. Khi mà các em vừa học văn hóa, vừa của cái ngôn ngữ đó, trong cái thuật ngữ của chúng tôi gọi là target culture. Target culture and target language. Ví dụ mình học tiếng Việt thì mình sẽ học văn hóa Việt. Mình học tiếng Mễ thì mình sẽ học văn hóa Mễ.